đi. Xỉn thì xỉn. À, anh ấy đã đi nhậu mới về. Anh ấy vừa đi nhậu mới về. Đó, cứ mặc kìa. Nãy giờ mọi người hỏi anh Duy đâu? Hỏi anh Duy quá trời hỏi luôn. Nói anh Duy đi nhậu bỏ chị Ly rồi. Mọi người nói tại sao lại bỏ tôi ở nhà một mình? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xỉn Wow, rồi, bye bye. xỉn rồi. Không quen làm này. Xỉn rồi. Uống uống gì muốn quá. Lan Vi Quách Nguyễn. Thuốc này là thuốc trắng da, viên uống trắng da Thảo Mộc Beauty 99. Chị đang xài và chị đang thấy rất là thích cho nên chị giới thiệu và chia sẻ với mọi người. Nếu như mà em quan tâm thì tìm hiểu về cái thuốc này nha. Chị có ghi ở trên status của chị á, có số điện thoại của bạn Diệp Trâm. Em gọi cho bạn Trâm sẽ tư vấn cho em. Đó, mọi người thấy anh Duy không? Anh Duy anh đi xỉn về đó, anh đi nhậu xỉn về đó. Tại sao đi nhậu? Về đây là nhậu thôi, là nhậu. Chào Trầm Ngọc Nguyễn. Hello Trầm Ngọc Nguyễn. Kìa mọi người, hello anh Duy kìa. Hai em. Chào Thanh Đỗ. Rồi sao? À, bữa nay anh chị có đi làm không? Anh chị về quê, anh chị không có đi làm. Nó giờ ổng rảnh ổng ngồi ổng vô ổng Hãy rảnh quá ha. Thôi tắt đi, làm em phân tâm quá em không nói chuyện được với mọi người. Kìa anh hai người vợ đâu rồi kìa, anh Duy đâu rồi kìa, Hey. anh Duy đâu rồi kìa. Tiên Tiên hay gì, chồng chị đang ở dưới quê, em đang ở nhà của chị. Chào chị và anh Duy, em rất thích chị rất đẹp, cảm ơn em nha. Kìa banh giỏ hả, bành giỏ gì, hello Duy. Cảm ơn. Lộc Nguyễn Thanh Lộc, tại sao chị không hát? Chú Quốc Định, Nguyễn Đình Chiểu nè, hai cha con đang ngồi xem chị Sally. Ô chào chú Định. Chú Định khỏe không chú Định? Anh Duy kìa, hello Diệu Hạnh, hello bé Diệu Hạnh. Người ta vô người ta hello anh Duy quá trời. Lan Vi Quách Nguyễn, dạ chị dễ thương quá. Da chị có dùng thuốc đó không mà chị mịn màng trắng hồng vậy? Chị đang sử dụng cái thuốc này cho nên chị mới giới thiệu với mọi người đó. Chị thấy hiệu quả cho nên chị mới giới thiệu với mọi người đó. Chứ hồi xưa da của chị cũng rất là tệ. Mà nhờ chị đi chăm sóc da nè, chị có thời gian chị đi chăm sóc da ở bên Hoàng Hạc. Rồi chị cũng có thời gian không, nếu mà không có thời gian thì chị ở nhà chị uống những viên thuốc bổ sung. Chị nói với anh Duy hát cho mọi người nghe. Trời ơi anh Duy giờ này anh xỉn say bí tỷ, nói chuyện còn nói không nổi nữa mà sao hát được. Hát gì thôi, Gì hát gì ơi ơi, hát nổi không, hát vài câu cho được mọi người nghe chơi coi.
Thôi không. Hả? Không phải nữa. Hát nổi không? Không. Hát không nổi thì thôi ngủ đi. Hát không nổi thì thôi ngủ đi. Kìa mọi người vô hỏi thăm anh quá trời luôn kìa. Anh Duy hai người vợ kìa. Trời ơi, đẹp trai thừa. Thôi, trời, thôi, cảm ơn, ngủ giùm em cái đi. Làm ơn.